Chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Trồng Lan Ban Công. Kênh của mình chia sẻ hai chủ đề chính. Chủ đề thứ nhất về đam mê hoa lan, và chủ đề thứ hai về các hoạt động giáo dục trong quá trình giảng dạy của mình. Các bạn hãy đăng ký kênh và nhấn like để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đi thông não về câu hỏi sau. Cây chịu rét qua mùa đông như thế nào? Sẽ có lúc chúng ta đặt câu hỏi, đều là cây mọc trên đất như nhau, vì sao lại có cây sợ rét, cây không sợ? Điều kỳ lạ là loài cây là xanh lá mùa đông như tùng bách, mặc cho ngày đông băng giá tuyết rơi, lá vẫn xanh tươi đương đầu với thử thách giá lạnh. Và vậy bí mật nằm ở đâu? Tại sao cây chịu được rét? Thì thực tế chúng ta sẽ thấy là bí mật là để thích nghi với sự biến đổi của môi trường, thì hàng năm chúng đều dùng phép màu là ngủ say để thích nghi với mùa đông. Nhìn bề ngoài mùa đông cây trồng như ngừng trễ, kỳ thực bên trong nó lại biến đổi rất lớn. Tinh bột được tích lũy từ mùa thu sẽ chuyển thành đường và có thể thành lipid. Đó đều là những chất chống lạnh, giữ cho tế bào không bị chết cóng. Bí mật khác là sự liên kết giữa các tế bào bị đứt, các tế bào không dính vào nhau nên các tế bào không bị tổn thương. Khi khoảng giữa các vách tế bào bị đông cứng, vì vậy mùa đông ngủ càng say, cây chịu được nhiệt thấp, nhiệt độ thấp càng tốt, càng giỏi chống lạnh. Hy vọng bạn sẽ thích video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.